Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị cách thêm logo công ty trên chứng từ. Anh chị thực hiện như sau. Vào chức năng các tiện ích và thiết lập, thông tin công ty, nhấn vào biểu tượng cây bút để sửa, nhấp chuột vào phần logo, chọn logo công ty, nhấn cất, nhấn đóng. Để hiển thị logo lên, anh chị vào chức năng các tiện ích và thiết lập, tùy chọn, báo cáo chứng từ, phần hiển thị thông tin công ty, trên báo cáo chứng từ, nhấn biểu tượng cây bút để sửa. Phần logo trên báo cáo, chọn có hiển thị, phần căn lề thông tin công ty logo, anh chị nhấn chọn vị trí. Phần tùy chỉnh kích thước, anh chị tùy chỉnh kích thước theo nhu cầu. Nhấn xem trước để xem mẫu hiển thị thông tin. Nhấn cất, nhấn đóng. Chứng từ hiển thị thông tin như đã chỉnh. Chúc anh chị thực hiện thành công.